những điều kiêng kỵ trong thiết kế và sắp xếp phòng khách. Phòng khách được coi là bộ mặt của gia đình, là nơi tiếp khách, là không gian sinh hoạt chung của gia đình. Vì vậy, việc thiết kế phòng khách thẩm mỹ và hợp phong thủy là rất quan trọng, giúp cho ngôi nhà của bạn thu hút được nhiều tài lộc, sức khỏe và niềm vui cho các thành viên trong gia đình bạn. Ngoài việc thiết kế phòng khách hợp phong thủy ra, cũng có một số điều kiêng kỵ cần lưu ý trong thiết kế, sắp xếp phòng khách tránh bị lỗi phong thủy. Dưới đây là một số điều cần tránh trong thiết kế và sắp xếp phòng khách. 1. Tránh đặt gương trong phòng khách đối diện cửa ra vào, cửa sổ. Gương là vật phản chiếu ánh sáng và mọi thứ đối diện với nó. Nếu đặt gương đối diện cửa ra vào cửa sổ, những hình ảnh ở bên ngoài sẽ phản chiếu vào gương, từ đó tạo ra một thế giới ảo đối lập ngay trong phòng khách, gây ảnh hưởng xấu đến phong thủy không gian chung của phòng khách. Cửa ra vào và cửa sổ là nơi để thu hút vận khí, tài lộc và năng lượng tích cực đi vào phòng khách. Khi đặt một chiếc gương đối diện cửa chính, cửa sổ, từ đó có thể làm cho các dòng vận khí tốt, năng lượng tích cực bị hất ngược ra ngoài, không giữ được trong nhà. Vậy treo gương ở vị trí nào trong phong khách cho hợp phong thủy? Bạn có thể treo gương ngay cạnh cửa chính hoặc cửa sổ. Tại những vị trí này gương sẽ phản chiếu hình ảnh và phản xạ ánh sáng trong phòng khách, từ đó sẽ tạo cho phòng khách có cảm giác mở rộng thêm không gian về chiều sâu và làm cho phòng khách sáng sủa hơn. 2. Không đặt ghế sofa dài, ghế trường kỳ quay lưng ra cửa chính. Khi sắp xếp bàn ghế trong phòng khách, bạn không nên đặt ghế sofa dài, ghế trường kỳ quay lưng ra cửa chính. Điều đó sẽ tạo ra cảm giác không an toàn, không thân thiện. Thay vào đó, bạn nên đặt ghế sofa dài, ghế trường kỳ sát vào tường, hướng nhìn ra cửa chính để tối ưu không gian và tận dụng các góc chết của phòng khách, cũng như tạo ra cảm giác an toàn và vững chắc của phòng khách. 3. Tránh đặt cửa sổ quá lớn. Cửa sổ là nơi điều tiết ánh sáng và các luồng khí từ ngoài trời vào. Nếu đặt ở phòng khách một cái cửa sổ lớn sẽ làm cho việc điều tiết đấy trở nên khó khăn. Điều đó có thể làm mất đi sự ấm cúng của phòng khách, khiến năng lượng tốt dễ thoát ra ngoài. Do đó, khi thiết kế phòng khách, bạn chỉ cần bố trí một cái cửa sổ vừa phải. Còn trong trường hợp phải bố trí cửa sổ lớn, thì cần phải lắp thêm rèm che để điều chỉnh ánh sáng và khí lưu thông sao cho hợp lý. 4. Tránh sử dụng quá nhiều màu sắc tối. Màu sắc tối là những màu hấp thụ ánh sáng. Việc bố trí quá nhiều màu tối ở phòng khách sẽ tạo cảm giác nặng nề, u ám cho không gian phòng khách. Thay vào đó, bạn nên sử dụng các gam màu tươi sáng và tận dụng ánh sáng tự nhiên. Màu sáng và ánh sáng tự nhiên sẽ giúp phòng khách luôn sáng sủa, rộng rãi và tràn đầy năng lượng, sinh khí tốt. 5. Không đặt giường ngủ ở phòng khách. Phòng khách được ví như là không gian công cộng của gia đình, nơi nhiều người qua lại và tiếp xúc giữa các thành viên trong gia đình. Việc để một cái giường ngủ lớn ở trong phòng khách sẽ làm cho không gian của phòng khách trở nên chật chội, lộn xộn, khó di chuyển, không khí phòng khách mất đi sự tự nhiên. Mặt khác, sự ồn ào của phòng khách cũng làm cho người ngủ ở đấy sẽ không được ngon giấc, ảnh hưởng đến sức khỏe. 6. Tránh sử dụng những vật trang trí nhọn, sắc ở những vị trí không phù hợp của phòng khách. Trang trí những vật có hình dáng nhọn, sắc ở phòng khách có thể tạo ra cảm giác không an toàn và tạo ra năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sự hòa hợp và bình an của các thành viên trong gia đình. Thay vào đó, hãy chọn những vật trang trí có hình dáng mềm mại, tròn trịa trang trí cho phòng khách. 7. Không để phòng khách quá bừa bộn và đặt quá nhiều đồ đạc. Một phòng khách quá nhiều đồ đạc và lộn xộn sẽ làm cho không gian trở nên chật chội, khó di chuyển, làm cản trở lưu thông không khí trong phòng khách. Đặc biệt, các thiết bị điện tử như TV, loa, máy tính có thể phát ra bức xạ và tiếng ồn. Việc đặt quá nhiều những thứ đó trong phòng khách có thể gây ảnh hưởng đến giao tiếp của mọi người trong những cuộc nói chuyện. Hãy giữ phòng khách luôn gọn gàng, sạch sẽ và sắp xếp đồ nội thất một cách hợp lý, ưu tiên sự tiện nghi và thoải mái. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, để bạn bổ sung thêm vào vốn kiến thức và hiểu biết về cách sắp xếp phòng khách hợp phong thủy. Việc tuân thủ các nguyên tắc này sẽ giúp phòng khách trở nên đẹp mắt hơn mà còn mang lại sự hài hòa, tài lộc và sức khỏe cho gia đình. Cảm ơn bạn đã xem video.